Cái trường hợp mà mình bị viêm ấy sẽ bắt buộc phải tháo ra và mình cấy trung bì đúng không ạ? Đặc biệt là em làm sụn sơ ghi nó có vi lỗ nano mà cái viêm của em nó không hết ấy, nó còn nặng nề hơn. Anh ơi cho em hỏi là cái đầu mũi của em nâng một lần một ấy nhưng kiểu nó bị kích ứng ấy, sao nó sưng hết mũi lên. Thế xong mà em có đi đến khám ấy thì người ta bảo em là bị kích ứng sụn, thế nên người ta phải mổ ra xong người ta lấy hết cái sụn cũ ra. Thế xong nó bắt đầu người ta tiêm kháng sinh vào, xong bắt đầu người ta đặt sụn sống suniform, xong em bọc hai lớp bằng căn cơ mông ạ. Em đấy, thế xong em chuyển kháng sinh, em làm đây là được 20 ngày rồi ạ. Được rồi, bây giờ em dùng quá nhiều thuốc này thì nó che lấp đi cái triệu chứng, nó rất là khó. Mình theo dõi thêm, nếu mà nó ổn được thì có thể là cái thuốc nó xử lý được cho mình cái tình trạng viêm lần trước. Đấy, còn nếu mà nó không ổn được thì mình phải xử lý thôi. Làm lại bây giờ nhiều nguy cơ lắm em. Đặc biệt là em làm sụn sơ ghi thì nó có vi lỗ nano mà cái viêm của em nó không hết ấy. Nó sẽ đâm qua cái tổ chức sụn đấy và nó viêm cái sụn đấy thì nó còn nặng nề hơn so với lần trước của em. Bây giờ của em nó đang được xử lý bằng kháng sinh. Em sử dụng cái kháng sinh nó liều cao rồi em dùng kháng viêm dài ngày như thế thì cái bán thải của thuốc ấy nhiều khi là cái độ bán thải của thuốc nó chưa hết, là nó có thể là ổn định tạm thời. Sau đấy thì nó có thể là có tình trạng viêm nó bùng phát lên thì nó lại sưng nề lên cho em tiếp. Nếu mà biết là nó bị viêm hay không thì tầm bao nhiêu lâu là mình sẽ gần như là mình sẽ biết ạ? Thường là trong vòng một tháng. Cái quy trình mà xử lý như thế thì nó cũng không tốt, không đúng. Không phải là mình dừng kháng sinh cái là nó bùng phát lên ngay, mà nhiều khi ấy, cái ổ viêm nó tiềm tàng trong mũi, thậm chí 1-2 tháng nó lại viêm lên, nó nhiều cái lắm, nó nhiều vấn đề lắm. Cái trường hợp mà ví dụ mình bị viêm ấy thì mình sẽ bắt buộc phải tháo ra và mình cấy trung bì đúng không ạ? Mình bơm rửa, mình xử lý, mình cấy trung bì thì nó sẽ lành hơn. Cấy trung bì sau mình có nâng lại được nữa không hay là... Được, vẫn nâng lại được bình thường chứ em, nhưng mà nó phải để ổn ít nhất khoảng 3 tháng. Nâng trung bì thì thời gian làm nó có lâu không ạ? Hay là mình có phải nẹp mũi hay cái gì không ạ? Lý mũi của em, nếu mà em nâng mũi có chút, em dựng trụ thứ rồi thì nó mất thời gian hơn một tí. Mình tháo thứ rồi sụn sơ ghi tháo nó cũng sẽ mất thời gian hơn tí, nhưng mà thực ra thì tháo nó nhanh hơn là làm, tháo là nhanh hơn là làm. Nẹp thì cũng nhanh hơn, nẹp khoảng tầm 3-5 ngày thôi.